Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào anh em, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay 4 mẫu đồng hồ. Toàn bộ các mẫu này đều là những cái mẫu đến từ những thương hiệu rất là khủng của Thụy Sĩ. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến là một chiếc, đây là một chiếc Parmigiani, một thương hiệu khá nổi tiếng của Thụy Sĩ, sử dụng bộ thân vỏ toàn bộ bằng vàng trắng, vàng khối 18K anh em nhé. Ngày hôm nay thì sẽ là toàn bộ tất cả những cái mẫu của chúng ta đều là vàng khối. Và đây là những cái bản cực kỳ đặc biệt đến từ những thương hiệu nổi tiếng như là Chopard này, với thiết kế một mặt bầu dục rất là tuyệt vời. Ở video này thì mình sẽ sâu qua thôi vì mình vừa mới về và muốn sâu lên để cho chúng ta cùng trải nghiệm ngay. Và mình sẽ hẹn anh em những ngày gần nhất để lên sóng từng mẫu cho anh em. Đây sẽ là một chiếc Raymond Weil phiên bản cực kỳ đặc biệt, sử dụng hai cái đồng hồ trong cùng một chiếc đồng hồ anh em ạ. Đó, chúng ta sẽ sử dụng kim 24 giờ hoặc chúng ta sẽ có thể điều chỉnh thành múi giờ thứ hai rất là tiện lợi nhá. Đây là một cái chiếc Raymond Weil mà mình đánh giá rất là cao vì thiết kế của nó cực kỳ tuyệt vời. Ok, và tiếp theo thì sẽ là một chiếc Frank Muller. Đây là một chiếc rất là nặng vàng. Và điều đó thể hiện rõ thông qua cái trọng lượng khi mà mình cầm trên tay. Thực sự nó rất là đầm tay anh em ạ. Đó, mặt đầu được thiết kế mặt đen và nó cong lên theo chiều cong của phần thân và bụng bằng vàng khối rất là nặng. Trên này của chúng ta thì sẽ có thêm một cái kim GMT và đây chúng ta sẽ có thêm một cái ô lịch ngày. Rất đẹp. Và bộ phần đáy cũng được thiết kế bằng vàng với những cái chuyện chúng ta sẽ có dòng chữ là Master Communication với số thứ tự là số 24. Toàn bộ những con ốc vít trên chiếc này cũng được thiết kế bằng vàng luôn anh em nhé. Rất là đẹp. Khóa này, khóa đúc này. Với chiếc AU750. Ok, và ở cái chiếc này thì phần đáy thì nó sẽ được thiết kế một bộ máy là đây là bộ máy Calibre LVK200. Bộ máy là 2200 anh em nhé. Đó. Bộ máy này thì được pay từ nền tảng bộ máy ATA 2824 và được nâng lên, và với bộ máy này thì anh em sẽ có số lượng chân kính là 25 chân kính, tần số rộng là 28.800 cùng với thời lượng chữ cót lên tới khoảng 42 giờ. Ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ những chuyện như là chuyện AU750, chuyện vàng, chuyện cân tiểu ly này, chuyện đầu chó, đó, rất là tuyệt. Rất là đẹp anh em ạ. Đi kèm sẽ là một bộ khóa đúc của Raymond Weil. Rất đẹp. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đến một chiếc Chopard, một thương hiệu thực sự nó mang cái thiết kế rất là tuyệt vời. Sản phẩm của Chopard thì cho chúng ta những thiết kế độc đáo từ phần khung vỏ cho đến mặt số. Đó, kim cọc được làm bằng vàng khối luôn anh em nhé. Đó, chiếc này cũng khá là nặng vàng. Phần đáy đây, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái bụng khóa đúc của Chopard, rất là đẹp, với dòng chữ Chopard được hoàn thiện đồ. Và đây sẽ là một chiếc Parmigiani rất là đẹp với một cái niềng benzen ấn tượng, với những cái vành băm cạnh khía răng cưa rất là tuyệt vời. Toàn bộ được thiết kế bằng vàng trắng. Đó, chúng ta sẽ có những cái chuyện như là chuyện cân tiểu ly ở lắc tu lắc này, chuyện đầu chó, chuyện AU750. Rất là tuyệt vời. Bộ máy được thiết kế một bộ máy, đây là bộ máy in-house do hãng tự chế tạo anh em ạ. Quả băng thì được hoàn thiện bởi những cái vân rất là đẹp. Cái vân này được đánh thủ công anh em nhé. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đi kèm thì sẽ là một bộ khóa. Bộ khóa, đây là bộ khóa đôi và toàn bộ thiết kế bằng vàng đúc, đầy đủ chuyện đầu chó, chuyện AU750 và chuyện cân tiểu ly. Rất đẹp. Và ở những cái video tới thì mình sẽ làm các cái video để chi tiết lên sóng cho anh em từng mẫu và báo giá cụ thể cho anh em, cũng như là sâu những tính năng và hướng dẫn cho anh em cách cụ thể để sử dụng từng chiếc. Ok, và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.